hương môn chiến lòng đành dâng tiến na khói ngạt ngào thông đến na cửu thiêng thỉnh mời lê mãi chúa thiên na núi sùng xuống dẫn biển na thuyền qua xương mẹ lại hò hoan.
ai lại sang buồn. Treo khắp hết sông Mô ngay bể sở, lại treo vào cho tới thiên tai, treo vào cho tới bồng lai. Thánh
thánh từ doãn kim sở tấu phục nguyện Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ thân cung thần bình an tam tạng các nạn sự vô xâm phạm di bách phúc tiên tường thượng hưởng thọ tàng chi cánh lộc tài vượng tiến nhân vật bình an đan thần hạ tỉnh cô nhuận viện kiếp bình danh chi trí cẩn giớ thiên phật cánh tí tiên ngũ nguyệt thập nguyệt sơ phúc sinh tôn nhật thần đệ tử khấu đầu hòa lan tuyên tràng. Trình Phật thánh sau trình vua cha trình lên đuông mẫu trên tòa đều kính khấn pháp sư đó. Thế mà ngày hôm nay các nhạc đường thời Long Vương Ánh Hội, chúa tôi, các chị, các em, chúa tôi, chúng tôi về đây để chứng tài mã, nhận kim ngân tài mã, ban tài tiếp lộc cho đồng đền thổ nhang, tuổi cả niên cao, sớm thay hoa chiều lọc nước. Chúa tôi về chứng tâm, ban cho tăng giáp, tăng thọ. Ồ, thế mà ban khen, ban thưởng cho pháp sư, pháp văn, Tây Quỳnh, Tây Quế, tứ trụ hầu dân tế thạch đôi hàng bắt ra trong họ ngày hôm nay đến cửa chúa tôi. Ồ, thế mà biết đến cửa chúa tôi, chúa mường, chúa mán, chúa mọi, chúa then nhờ. Thế mà chị, các chị, các em, chúng tôi ban khen cho từ nay trở đi, từ giờ về sau cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, mà cầu bình an được bình an đó. Thế mà hồi ra anh nghiệp già mạnh khỏe, trẻ được bình an, các uốn các tiểu thi cử đó là thành danh nhớ. Mường ơ! Bye.
năm mai năm xưa, anh đồng họ hoàng quý sớm cùng thờ. 30 mùng 1, 30 mùng 1 mười dằm mà mười tư,